Thầy xin chào tất cả các bạn học sinh nhé. Bây giờ thầy sẽ cùng các em đi chữa một câu tích phân khá là hay nhé. Ok, ở câu này thì người ta bắt đi tính tích phân từ 1 cho đến 2 của fxdx đúng không? Rồi, thì thầy sẽ xử lý như sau. Đầu tiên là em đã biết là cái kết quả của cái tích phân luôn là hằng số rồi, đúng không? Nên là thầy đặt cái tích phân này là C. Thì ta sẽ có điều gì? Ta có là fx của em sẽ bằng x nhân lên bằng x cộng c. Thì mình sẽ suy ra được fx của mình sẽ bằng gì nhỉ? Đây đã là một tích đúng không? Thành 1 cộng lên bằng x. Đã là hằng số c bằng 0 rồi. Sau đó thì ta sẽ có điều gì? Em thay vào biểu thức tính tích phân nhé, em có là c của em chính bằng tích phân từ 1 cho đến e của 2 nhân fx đúng không? 2 nhân fx nghĩa là 2 nhân với lại x lên bé x cộng c. Được chưa? Cộng với 4 f(x) thì em thay bằng 1 cộng lên bé x trừ đi 4 chia cho x nhân dx. Chuẩn chưa? Cái này tương đương với c của mình sẽ bằng nha em nhé. Em nhân tung ra cho thầy thành 1 phần e này của 2x lên bé x cộng 2c cộng 4 trừ 4 là hết rồi, chỉ còn lại cộng 4 lên bé x thôi. Chia cho x. Để đến đây thì mình sẽ đi tách ra cho thầy nhá. Thì c sẽ bằng tích phân từ 1 đến e của 2x lên bé x cộng 4 lên bé x chia cho gì em? Chia cho x dx. Cộng với 2c đặt ra ngoài cho thầy, tích phân từ 1 đến e của dx chia x. Rồi, tương đương với. Đến đây thì em xử lý cái tích phân này, em bấm máy tính cho thầy nhá. Rồi, thầy bấm luôn. Thầy sẽ bấm máy tính cái tích phân này luôn em nhá. Rồi, cộng 4 lên bé x này chia cho x tích phân từ 1 cho đến e. Rồi, kết quả cái tích phân này ra số 4 em ạ. C bằng 4 cộng với, còn cái tích phân của dx trên x, tích phân từ 1 đến e của dx trên x đúng không? Bấm luôn nha. Cái này bằng 1 đúng không? Tích phân này bằng 1 em ạ. Thì là 4 cộng 2c. Thì tương đương với c của em bằng trừ 4. Nhớ là cái này em bấm máy tính thôi. Đúng không? Cái này cũng bấm máy tính thôi. Nhá. C bằng trừ 4 thì dẫn đến là fx của em sẽ bằng gì? Fx của em sẽ bằng x lên bé x cộng c. C lúc này là cộng với mấy nhỉ? Cộng với trừ 4. Bây giờ người ta bắt đi tính tích phân từ 1 đến 2 của fx dx. Thì chính là đi tính tích phân từ 1 đến 2 của x nhân lên bé x trừ 4 dx. Ok chưa em? Đến đây thì mình bấm máy tính thôi. Thì nó sẽ ra đáp án đúng của thầy là đáp án B. Ok, nó sẽ ra là 8 lên P2 trừ 19 chia cho 4 cho thầy nhé. Như vậy là thầy đã xử lý cho em xong câu tích phân này rồi. Chúc các em học tập tốt.